Để mua đem vô dựng đây cho nó khô luôn không vậy? Xin chào các anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình sẽ cho cả nhà mình ăn sầu riêng nướng. Không biết có ngon không à. Nghe đồ mà ngon lắm. Ủa chị phải tính nước mặn vậy? Nè, nước mình than với nước mặn gì? Củi gì? Củi nào mà có than? Còn gì đâu, tự đi kiếm đi. Nghĩ sao củi bao la nè. Em cung cấp cho, đi kiếm đi. Để đâu vậy ta? À đi kiếm củi à, đi kiếm xa xa chứ kiếm gần có nghe. Hồi nãy con đi chợ vậy cũng thấy ngay chút ngoài đường đi có mấy cái trà mà đang á ra ngoài lượm vô đi. Cái đó mới đốt vậy trái. Nãy tiện nói ở đầu đó có. Đây nè bà bay. Em cố ôm cho một nắp để cầm được. Ui, đi xa chưa? Không nghe lên tiếng. Ủa hay ra nào hả? Không làm gì vậy tè. Thầy Duyên. Hả? Chị Ba mua thằng cái thầy Duyên kêu con ngồi đây ăn đi. Ủa sao nghe giống hết trơn? Nghe đây nữa. Đâu có chứ kêu ngồi ăn đi chứ kêu khui ăn đi. Ủa nước. Có hả? Có chị không ăn nữa. Ừ. Ăn có chị nói thầy Duyên nóng chị mà. Vậy ăn. Ủa từ từ gất. Ủa cái thấy này dài thọn hơn ăn này ngon. Để gớt muối xuống đất. Trời ơi sao gì vậy thòn hả? Trời ơi tiếng nói đồng yên giống ngôi gì vậy thòn hả? Thì gớt đất nhé. Rồi nè. Em nghe đi rồi chị lại. Ủa quên ăn đi chị hỏi chị lại chị ăn chưa thấy ăn chưa hết chị la vậy. Ngon hả? Ngon. Thiếu rồi ăn chưa? Kìa rau rồi. Đi dưới lại đó được chưa? Lại đi tiếng. Ơ gì vậy? Để nướng mà. Chị nướng chị. Để nướng mà. Tao đi kiếm củi nè. Đây. Để nướng mà. Em đi kiếm củi mà. Chơi với tao này nướng không được đâu. Nướng cái đầu viên này nó chín, nó rồi nướng không có được. Nướng, nhưng mà nướng cái trái nướng không là cái trái này nó nướng rồi, cái trái nó dè, nó chưa chín. Nướng mới được, còn trái này nó chín rồi, cát bét rồi, nướng lên nó bị mất mùi gì đây. Không tin hả, cá không, mà giờ cá không? Mà giờ không tin cũng có rồi. Rồi, tự nhiên tao mua về để nướng mà tự nhiên ngồi ăn ngon lành luôn á. Có thằng không, có hộp rồi, có hộp á. Em bấy. Hộp bé. Hộp bé. Hồng lép bảo đảm là ngon. Thầu kia hồng lép ngon lắm nè. Nè. Thầu kia hồng lép chỉ cho cái hộp lép mà ngon đời nữa. Ủa sao cá này nhìn tụi không có muối ăn ai rồi muối dài dài ha. Mình phải được rồi ăn đi. Không ăn lỏng lắm chị nha. Ủa cũng mình mà mình phải ăn chứ. Tiếng củi đã lời hỏi nước củi bự bự răng này răng đó rồi chấm này chấm đó chấm cái muối. Ôi này được. Hồng này bự nè. Trời ơi. Bốn muối. Bốn muối. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. 1 2 3 4. Ăn liền ăn gọn lẹ đi nướng kia mấy hả? Không cứ củi nó than nữa. Để gì nó thu với ai biết ai chưa ăn mình ăn chứ mình có biết gì đâu. Công nhận tao ghi ăn ngon cái gì.
ngọt quá. Ai ta kêu làm chuyện xấu rồi, hai không biết hai làm đâu hả? Thì tới đó là tất, chỗ này ăn mà. Ăn đi hả? Vậy ăn một chén. Không biết ngon đâu. Không biết nữa không? Tiền mình mua mà đơn nhiên phải ngon rồi. Không biết nữa nè. Mua lại mà vô hậu có nước ăn luôn hậu. Nói gì được. Thì học lớp nước hậu ăn hậu được. Có hậu nữa. Nó bộ bay là lép dữ. Này tưởng đâu là nó lép mà ai ngờ nó lại có muối nè. Ăn hết rồi mà vậy. Thôi ăn hết rồi. Ủa vậy mà mốt mà. Vậy mà mốt mình nướng. Mình mua sao? Vậy mua tới nào mà nó già mà chưa chín á. Rồi xong rồi á, giống như mà mình nướng lên á là nó giống như mình, hay gì mình vuốt cái đá mà mình không vuốt. Mình nướng cho nó nóng lên rồi chứ mình sầu riêng mình vuốt cái đó. Ví dụ như vậy. Đó. Riêng ta nhúng hốt không à. Ông ơi. Vuốt cái đó. Ví dụ như vậy. Tự nhiên thấy đâu hình nãy qua có hai được ăn ngon lại nữa. Nên mua sầu riêng ăn được. Mua. Ăn không được cái thái sầu riêng nướng tức dữ lắm. Ừ, được rồi, thử mua cái nướng này nè. Ngon ghê á, thiệt luôn á. Hình như ai mua mình ăn ngon hay sao á. Kiểu mà sầu riêng ăn trực á. Cũng cần một tách sầu riêng mà một người ăn có một cái vị đắng, một người ăn có một cái mùi thơm, một người ăn thì cái vị ngọt, ngộ ghê. Dùng ăn mà nước mắt rưng rưng không? Nó thế à? Tụi biết gầy gò bằng. Dùng đi. Công nhận thường viên thơm ghê luôn á. Béo không đẹp béo không? Béo muốn chết không? Còn muốn ăn đi rồi còn muốn đi nọt mẹ. Ngọt. Này ăn muối đi còn muốn ăn đi cho mẹ. Trời mẹ kìa thôi cho mẹ hai mút không đi. Để đâu? Mẹ mở thật được mẹ muốn ăn kìa. Để lên đưa cho mẹ ha. Vỏ tả chị ba nè thường viên chị ba mua. Máy quay đang chảy nước mẹ. Chị ba, ừ. Nguyên cho mua không trả vỏ nè. Thôi giữ luôn đi. Thấy làm gì? Để dành bỏ cái sàn tối ngủ cho hôm. Ơi. Này để làm như không có mũi nè. Thôi cơm nó chịu thay rồi, mai ta lên qua shop. Chị ba muốn Nguyên nướng không? Cái vỏ nướng. Cái vỏ nướng. Thôi dẹp đi. Mày vỏ vô hả? Vô. Ngày mai nhất định nhưng phải mua tách khác nhưng làm được. Nợ vợ chưa ăn nướng tính lại ăn nướng để cho làm sao. Nợ vợ không có ăn nướng. Không. Không có ăn nướng được. Mời mua tới sống không có ăn chín được. Để bà nướng chứ. Mua tới sống là tiền hết rồi. Ăn.